Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 166 Thanh Đài và Trạm Lô giật mình, vội vàng lẩn tránh. Đào Hoa nuốt một ngụm nước bọt, do dự một lát, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ngước mắt nhìn thầm tại giã và nói, ngài đã từng nghĩ đến việc hợp tác chưa? Thầm tại giã duỗi tay chống sau lưng nàng, cười như không cười nói, điều đó còn phải xem ngươi có gì để trao đổi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đào hoa kéo thầm tại giã chạy đến một nơi hẻo lánh không người, mặt mày thành khẩn nói, thiếp nghĩ rằng, nếu triệu và ngụy hai nước đã có liên hôn, thì nên tiến lùi cùng nhau. Hiện tại, ngô quốc đang nội loạn, sao chúng ta không nhân cơ hội này liên thủ tấn công? Triệu quốc không mạnh bằng ngô quốc, nếu hạ được ngô quốc trước, chẳng phải sẽ có lợi cho đại nguy. Suy nghĩ một lúc, thầm tại giã nhận thấy điều này có lý, cúi đầu nhìn nàng và hỏi, làm như vậy, ngươi được lợi gì? Lý lẽ môi hở răng lạnh, nàng không thể không hiểu. Nếu đại ngụy diệt mô quốc, triệu quốc cũng không thể sống lâu. Đào hoa cười và xoa tay nói, thiếp nghĩ rằng, triệu quốc hiện tại không có người tài, người duy nhất có thể đánh trận chỉ có tam hoàng tử Khương Trường Quyết. Nếu ngài thực sự có ý này, sao không thử nói chuyện với triệu quốc? Khương Trường Quyết, thẩm tại giã nhớn mày, người muốn để hoàng đệ của ngươi ra chiến trường. Nam Nhi thì nên cưỡi ngựa đánh trận, đào hoa kiên định nói. Trốn mãi trong hoàng cung, đâu phải là người dũng cảm. Thẩm tại giã, đợi đến khi nhận ra trước mặt mình cũng là người trốn trong hoàng cung. Đào hoa cười và dịu dàng nói, đương nhiên, ngài bảy mưu tính kế cũng là người giỏi. Nhưng Trường Quyết dũng mãnh thiện chiến, không ra chiến trường thì thật đáng tiếc. Nếu tướng gia có ý này, sao không cùng thiếp thương lượng một chút, chúng ta cùng đạt mục đích. Người quả là người phụ nữ dám tính kế với ta. Thẩm tại giã liếc nhìn nàng cười và nói, không sợ ta tính kế cả ngươi vào luôn sao? Điều này còn phải xem bản lĩnh mỗi người. Đào hoa nhìn sâu vào hắn và nói, nếu ngài muốn tính kế thiếp, thiếp cũng không còn sức chống trả. Không chống trả là không thể, nàng và thẩm tại giã đấu, phải xem ai tính kế hoàn hảo hơn khương đào hoa vẫn tin rằng mình có thể hơn thẩm tại giã mặc dù nàng không biết lòng tin này đến từ đâu nhưng nếu không thử triệu quốc sẽ bị tiêu diệt và trường quyết cũng sẽ không có kết cục tốt chi bằng nhân cơ hội này để thẩm tại giã giúp trường quyết một tay thẩm tại giã nhìn nàng với vẻ mặt trầm ngâm lâu sau mới thấp giọng nói nếu ngươi có thể giúp ta trong chuyện này ta sẽ đồng ý với ngươi gì cơ Đào hoa chừng mắt, chúng ta không phải đã hợp tác rồi sao? Tại sao còn muốn thiếp giúp thêm gì nữa? Nói như thể nàng chiếm hết lợi lộc, nhưng nàng cũng đang giúp hắn mà. Thẩm tại giã lắc đầu, nhíu mày phiền muộn nói, nếu ngươi không giúp, việc liên thủ tấn công ngô quốc ta cũng không làm được, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đừng, đừng mà, đào hoa cắn răng, có gì cần thiếp làm, ngài cứ nói. Thẩm tại giã nhếch môi cười, ghé sát vào nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Mục vô hạ được hoàng đế giữ lại trong ngự tiền, cung kính lắng nghe lời nói của hoàng đế. Vô hạ, người cảm thấy triệu quốc là một quốc gia như thế nào? Mình đức đế hỏi, bẩm phụ hoàng, triệu quốc là nước yếu nhất trong ba quốc gia. Mục vô hạ ngay thẳng nói, ngô quốc và đại ngụy của chúng ta, bất cứ bên nào cũng có thể nuốt chừng. Hoàng đế gật đầu rồi hỏi, vậy người cảm thấy chúng ta nên nuốt chừng bây giờ hay để ngô quốc làm việc đó? Mục vô hạ nhíu mày, ngây người một lúc rồi mới nói, cái đỉnh ba chân là vững chắc nhất, mất một chân sẽ nghiêng ngả. Nếu phụ hoàng muốn nuốt chừng triệu quốc, phải cẩn thận ngô quốc thừa cơ tấn công. Điều này chậm biết rõ, vì vậy chậm muốn tìm ngươi và thẩm thừa tướng để thương nghị. Trước khi thẩm thừa tướng đến, chậm muốn nghe ý kiến của ngươi. Đây là đang thử thách hắn, mục vô hạ mím môi, thật ra hắn không tán thành việc tấn công triệu quốc vì Khương Tỷ Tỷ là người triệu quốc. Hơn nữa, tình hình hiện tại, nếu mang binh công kích triệu quốc, có thể sẽ không đạt được lợi ích. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mục Vô Hạ nói, từ xưa ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhi thần đề nghị Phu Hoàng tạm thời gác lại chuyện này, dù sao hai nước còn có liên hôn. Hãy xem trước động tính của Ngô Quốc rồi quyết định cũng không muộn. Mình Đức Đế nhíu mày, định nói gì đó thì Cao Đức đã dẫn thầm tại giã vào. Vì thần tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, hoàng đế cười, tới vừa vặn, thừa tướng cũng nói một chút cây nhìn về chuyện Triệu Quốc đi. Thẩm tại giã chắp tay, cung kính nói, thần đã quan sát sứ thần Triệu Quốc và thám thính tình hình Triệu Quốc, hy vọng bệ hạ có thể suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tấn công Triệu Quốc. A, à, mình đức đế có chút ngạc nhiên, ban đầu khi Mục vô hạ nói lời này, hắn còn nghĩ rằng hoàng tử này có chút do dự. Nhưng thẩm tại giã cũng nói vậy, thì tại sao? Ngươi là vì Khương Thị? Không phải, thẩm tại giã ngẩng đầu, nghiêm trang nói, dù đánh bại triệu quốc không khó, nhưng vì nó yếu, đánh bại cũng không có tác dụng lớn. Bệ hạ nên quan tâm làm thế nào để chỉnh đốn vùng đất đó? Sao không xem trước thái độ của ngô quốc? Nếu ngô quốc mệt mỏi đối phó với nội loạn, chúng ta có thể liên hợp với triệu quốc tấn công, bắt ngô quốc. Triệu quốc tự nhiên sẽ không còn là vấn đề nhưng nếu tấn công triệu quốc trước tình huống sẽ khó lường hoàng đế im lặng ánh mắt di si chuyển giữa thẩm tại giã và mục vô hạ rồi đột nhiên cười khẽ các ngươi đã thương lượng trước rồi sao mục vô hạ nghiêm mặt lắc đầu nhi thần không hề thương nghị chuyện này với thừa tướng vậy mà lại có ý kiến nhất trí như vậy minh đức đế cúi mắt hắn không muốn động đến ngô quốc dù ngô quốc đang trong nội loạn nhưng thực lực không kém nếu muốn đánh sẽ là một trận chiến áp liệt, không dễ dàng như tấn công triệu quốc. để chấm suy nghĩ thêm. hồi lâu sau, đế vương nói: các ngươi đi xuống nghỉ ngơi và chào hỏi sứ thần triệu quốc. dạ, thẩm tại giã và mục vô hạ đáp, rồi cùng lui ra ngoài. vừa đi đến nơi không có người, mục vô hạ cau mày nhìn người bên cạnh, thừa tướng lại tính kế gì? vì sao muốn tấn công ngô quốc? ngài không biết đây là lựa chọn tốt nhất sao? thẩm tại dã cười đánh hạ mô quốc, đại ngụy sẽ là của ngài. Nhưng, mục vô hạ nhíu mày, điều này thật quá đáng, quá đáng, thẩm tại giã nhớn mày, nhìn hắn đầy ẩn ý rồi lắc đầu. Điện hạ thật sự là vết thương lành đã quên đau, ngài đã quên những chuyện quá đáng ngài đã từng trải qua sao? Sắc mặt thay đổi, mục vô hạ cúi mắt, không nhắc đến những chuyện đó, phụ hoàng hẳn sẽ không đồng ý tấn công mô quốc. Vậy thì tìm cách để hắn đồng ý thẩm tại giã thấp giọng nếu hiện tại không được thì ngài phải làm chủ đại ngụy trong lòng chấn động mục vô hạ mặt trầm xuống thừa tướng lại muốn một bước lên trời sao chương 167 thời cơ đã chín mùi thẩm tại giã cười ngài không có lòng tin sao mục vô hạ nhíu mày ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi xoay người rời đi thẩm tại giã không đuổi theo chỉ nhìn hắn đi ra khỏi chỉ lan cung sau đó gặp khương đào hoa ở cửa cung vương ra đào hoa cười ngài định đi đâu vậy nhìn thấy nàng sắc mặt mục vô hạ cuối cùng cũng dịu lại một chút tuy nhiên giọng vẫn sầu dĩ không muốn nói chuyện với người ta nữa nên muốn ra ngoài dạo một chút ngài đừng nóng vội đào hoa nói sứ thần triệu quốc vẫn còn trong cung ngài là thân vương duy nhất không thể bỏ đi như vậy được nam vương nhíu mày quay đầu lại nhìn thầm tại dã nhưng phát hiện hắn đã biến mất không thấy tăm hơi được rồi, hắn nói, bản vương sẽ đi ngồi một lát ở bên cạnh điện, chờ sứ thần triệu quốc tỉnh lại. Đào hoa gật đầu, đi theo hắn đến bên cạnh điện, rồi bưng trà, nước, vẻ mặt hiền lành nhìn hắn. Mục vô hạ nhận ra điều không ổn, nhìn nàng hỏi, Khương tỷ tỷ có việc muốn nhờ Vương gia thật lợi hại, đặt ấm trà xuống, đào hoa nâng váy quỷ trước mặt hắn, thiếp muốn thỉnh cầu vương gia, tuyệt đối không tấn công triệu quốc mục vô hạ sững sờ kinh ngạc nhìn nàng thẩm tại giã nói cho ngươi việc này vừa mới nói sao nàng biết được thiếp tự đoán đào hoa nghiêm túc nói thiếp nghĩ hiện tại không cần thiết tấn công triệu quốc bản vương cũng nghĩ vậy mục vô hạ khẽ nhíu mày thở dài nhưng phù hoàng không nghĩ như vậy chuyện này bản vương e rằng cũng bất lực vương gia còn nhớ lúc trước cùng thiếp du ngoạn kinh đô thấy cảnh bần dân không khương đào hoa hỏi tâm tình của vương gia lúc đó bây giờ còn như cũ không mục vô hạ sững sờ trong đầu nhớ lại cảnh máu tươi đầy đất cùng đứa trẻ nhỏ xin hai cái bánh bao lòng hắn bỗng nhiên nặng trĩu chi hướng của hắn là đem lại một thời đại thái bình thịnh trị người già được chăm sóc trẻ nhỏ được giáo dục ít nhất mọi người có thể ăn no không cần phải liều mạng vì miếng ăn hiện tại hắn đã gần đạt được mục tiêu nhưng vẫn chưa thể làm chủ thiên hạ Khương tỷ tỷ ý là, môi mấp máy, mục vô hạ cúi mắt, muốn ta nghe lời thừa tướng, đi theo con đường của thái tử. Có thừa tướng ở đây, ngài sẽ không phải là thái tử thứ hai. Đào hoa lắc đầu, ngài sẽ là một minh quân, nếu cần gánh chịu tội danh, thừa tướng sẽ làm thay ngài. Mục vô hạ cười khẽ, duỗi tay chống thái dương, ngươi sao không hiểu. Ta không muốn hắn làm vậy, nên mới không muốn nghe lời hắn. Khương đào hoa sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng hy sinh người thân để lên môi, ngươi không cảm thấy cô độc sao? Quay đầu lại, rõ ràng hắn vì muốn tốt cho ngươi, nhưng bị vạn người thoá mà, ngươi lại không thể nói một lời. Bản vương không muốn cùng thừa tướng đi đến bước này, hắn là thầy tốt, cũng là bạn tốt, dù có chút khác biệt quan điểm, nhưng hắn thật sự làm vì muốn tốt cho ta. Một người như vậy, bản vương có vô tình đến mức nào, mới có thể nhìn hắn gánh tội danh vì ta. Hắn biết hết mọi chuyện, Khương Đào Hoa sững sờ, không biết nói gì cho phải. Vốn nghĩ rằng đứa trẻ dễ lừa gạt, không ngờ Nam Vương này lại nhìn thấu đáo hơn cả thầm tại dã. Hắn biết rõ ý tưởng của thầm tại dã, cũng biết thầm tại giã định làm gì, nên hắn từ chối phối hợp, kiên trì đi con đường của mình. Trước đây, thầm tại dã và nàng thương lượng chính là tạo phản, giết hoàng đế, sau đó để nam vương tiêu diệt bọn họ phản tặc đăng quang đế vị mới có thể liên hợp với triệu quốc nâng đỡ khương trường quyết tấn công ngô quốc theo tình hình hiện tại của đại ngụy kế hoạch này khả thi chỉ cần thuyết phục được nam vương thẩm tại giã lo lắng hắn quá nhân từ không nỡ tổn thương minh đức đế nên mới để nàng đi nói chuyện nhưng không ngờ nam vương lại nghĩ như vậy dừng lại một lúc đào hoa nhíu mày hỏi ngài định làm thế nào Thời gian không đợi người, không thể chờ đến khi hoàng thượng băng hà, như vậy quá muộn. Triệu Quốc cũng sẽ bị diệt trước Ngô Quốc, Bản Vương sẽ dùng cách của mình để đạt được ý tưởng của thừa tướng, không nhất thiết phải tổn thương phụ hoàng. Mục Vô Hạ dương mắt, ánh mắt đột nhiên kiên định, hiện tại hắn chỉ muốn phụ hoàng đồng ý liên hợp với Triệu Quốc tấn công Ngô Quốc, Bản Vương sẽ cố gắng thử một lần. Nhưng, Đào Hoa lo lắng cực kỳ, nàng không phải không tin Nam Vương chỉ là đứa trẻ này bỏ qua thẩm tại dã có thể xảy ra chuyện gì lòng giả thiên tử khó đoán nếu hắn không đạt được minh đức đế đã hạ lệnh tấn công triệu quốc làm sao đây tỷ tỷ không ngại tin tưởng bản vương một lần mục vô hạ đứng lên nói người triệu quốc đến một lần không dễ dàng ngươi hãy nói chuyện với họ còn lại để nam nhân lo đào hoa giờ khóc giờ cười đứng dậy nhìn hắn vương gia thật quyết đoán chỉ là bảo nàng không lo lắng thì không thể nào, người ta muốn đánh vào nhà ngươi, ngươi đứng trước mặt họ, chẳng lẽ không khẩn trương. Chiều hôm đó trong buổi liên hoan, Lý Tấn rõ ràng đã giải rượu, cùng Nam Vương, thẩm tại giã và đào hoa đi dạo trong ngự hoa viên, tìm cơ hội nói chuyện với Khương đào hoa, nhưng trước mặt mọi người, chỉ có thể nói những lời khách sáo. Nhị công chúa yên tâm, trường quyết ở triệu quốc mọi thứ đều tốt. Hắn nhìn đào hoa nói, chỉ là thường xuyên nhắc tới ngươi vâng đào hoa gật đầu nhìn ngắm hoa thản nhiên nói nếu hắn có thể kiến công lập nghiệp ta cũng không có gì phải lo lắng lý tấn vội vàng nói trường quyết đã làm tới chức bách phu trưởng danh vọng trong quân khá cao nam vương nghe xong sững sờ lý thừa tướng đang nói đến người nhưng là tam hoàng tử triệu quốc khương trường quyết đúng vậy những người khác đều không hiểu đường đường là hoàng tử dù nhập ngũ sao lại chỉ là bách phu trường dù vì danh dự cũng phải có chức danh tướng quân chứ mắt đào hoa chợt lạnh nhìn lý tấn rồi quay mặt hàm hồ nói tình hình triệu quốc khác với quý quốc không thể so sánh quả thật là tình huống khác nhau đào hoa gật đầu đại ngụy có thừa tướng như thầm tại giã hao tổn tâm cơ tính toán tỉ mỉ nhưng ở triệu quốc lại thoải mái hơn chỉ cần thông đồng với hoàng trưởng nữ là được đi lên trước nữa cũng không có cảnh đẹp. Thẩm tại giã nói, hôm nay dừng lại ở đây, mọi người nên sớm đi nghỉ ngơi. Sứ thần còn ở kinh đô mấy ngày, có cơ hội hãy đi dạo ngoài cung một chút. Theo lý thuyết, cũng nên đi một chuyến phủ thừa tướng. Lý Tân nhíu mày nhìn hắn, chẳng biết có tiện không. Tự nhiên là tiện, thẩm mẫu sẽ báo cáo thánh thượng, ngày mai mời Lý thừa tướng và Dương đại nhân qua phủ. Thẩm tại giã gật đầu nhã nhặn, Dương vạn thanh nhìn, Nghĩ thầm không trách được Khương Đào Hoa bây giờ có thể nhìn ra, có vị hôn phu tốt như vậy, những chuyện trước kia có thể là gì. Mọi người đồng ý, Lý Tấn và người của ông phải về Trạm Dịch, Thẩm Tại Dã mang Đào Hoa trở về phủ Thừa tướng. Khi mọi người chia tay ở cửa cung, Thẩm Tại Dã ôm Đào Hoa lên xe, sau đó quay lại chắp tay với Lý Tấn, đi trước một bước. Ánh mắt phức tạp, Lý Tấn gật đầu, nhìn xe ngựa đi xa, mặt nhịn không được xanh sao môi cũng dần trắng bệch nàng như đã buông bỏ ngươi cần gì phải tự làm khổ mình dương vạn thanh lắc đầu coi như chuyến này là để xem đại ngụy sơn thùy nàng vẫn còn chưa giải độc lý tấn cúi mắt ta sợ không lấy được giải dược nàng sẽ thật sự dương vạn thanh vừa bực mình vừa buồn cười đột nhiên cảm thấy khương đào hoa nói đúng lúc trước quyết định buông tha nàng chính là ngươi bây giờ làm những chuyện này có ích gì nàng sẽ không cảm động càng không cảm kích ngươi làm vậy là vì cái gì ta lý tấn nhíu mày ta không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết được rồi dương vạn thanh hạ giọng lúc trước nàng sắp chết ngươi không phải cũng không quản sao nói cho cùng nếu hiện tại nàng vẫn ở triệu quốc không lấy chồng xa không gặp người như thầm tại giã ngươi có hối hận như vậy không lý tấn ngẩn người sắc mặt càng thêm khó coi dương vạn thanh quay đầu bước đi trở về trạm dịch ngươi và ta nên bàn bạc làm sao nói chuyện với người đại nguy đứng tại chỗ rất lâu lý tân mới lên xe ngựa dọc đường đi không ngừng suy nghĩ về vấn đề này hắn hối hận vì không đủ tốt với khương tố hành hay vì khương đào hoa gà cho người tốt hơn mà hối hận con người thường có tâm lý như vậy một vật để trong góc không nhất định để ý cũng không nhất định thích nhưng khi có người lấy đi trong lòng sẽ không thoải mái sự không thoải mái này có thể lý giải là sự chênh lệch trong lòng, nhưng khi bị kích thích sẽ biến thành ghen tị, hiểu lầm là tình yêu. Nhưng thử đặt lại vật đó vào chỗ cũ, mọi người sẽ chú ý một hồi, rồi khi nó lại như trước, vẫn ở trong góc chọc cho bụi. Lý Tấn không nghĩ ra đạo lý này, nhưng Khương Đào Hoa nghĩ rất rõ ràng. Tình nghĩa giữa nàng và hắn đã đoạn sạch từ khi hắn chọn Khương Tố Hành, không có chuyện nhiều năm sau làm sáng tỏ nếu thật sự hối hận và thích nàng hai người có thể đi đến mức này sao chuyện nhiều năm sau quay lại tốt đẹp chẳng qua là thời gian xóa mở vết sẹo ai cũng quên đau mà thôi lúc này Khương đào hoa không có tâm tư để ý đến ý tưởng của lý tấn nàng chỉ nhìn chăm chú thẩm tại giã trên giường thẩm tại giã bình tĩnh nói ngươi còn nhìn như vậy ta sẽ nghĩ ngươi định làm gì ta đưa tay cầm dây bút đào hoa kéo hắn đứng lên nghiêm túc nói Thiếp không định làm gì ngài, thiếp chỉ muốn hỏi, ý tưởng của Nam Vương, ngài nghe lọt tay không? Nghe lọt được, rồi sao? Thẩm tại giá cười khẽ, hắn nói gì chẳng lẽ là chân lý? Nhất tướng công thành vạn cốt khô vốn là đường mà đế vương phải đi qua, vì chút từ bi mà đi đường vòng, ta sẽ không đồng ý. Ngài nghĩ như vậy, thiếp thật sự rất vui, đào hoa cười hắc hắc, cầm bút vẽ trên giấy, vậy theo kế hoạch ban đầu thiếp sẽ nói về quan hệ trong hoàng cung triệu quốc trước. Những thứ này ta cũng biết, thẩm tại giã không hiểu nhìn nàng, có gì đáng nói. Đào hoa lắc đầu liên tục, ngài biết rõ nhưng không thể rõ bằng thiếp. Tin thiếp đi, ngài sẽ thấy. Hiện tại hoàng đế triệu quốc dưỡng bệnh trong thâm cung, hoàng hậu và hoàng trưởng nữ nắm quyền triều chính. Nếu đại ngụy muốn hợp tác với triệu quốc, nhất định phải nói chuyện với hai người đó. Nhưng hai người đó sẽ không để Khương Trường Quyết và nàng sống yên ổn, nàng lo lắng yêu cầu của mình không đạt được. Hoàng trưởng nữ Khương Tố Hành bị uy hiếp bởi Lý Tấn. Vẽ hai vòng tròn rồi nối một đường, Đào Hoa nghiêm túc nói, về việc của Lý Tấn, Khương Tố Hành sẽ nhượng bộ, nên có phóng Lý Tấn về hay không là do ngài quyết định. Còn hoàng hậu Lữ thị, lòng dạ độc ác, nhưng vì xuất thân thấp, không ai phục trong triều thái úy vương không đoàn là khắc tinh của nàng. Có thể trước tiên thuyết phục vương không đoàn, liên hợp triều nghị, thì lữ thị cũng không làm gì được ngài. Thẩm tại ra yên lặng nghe, xem nàng vẽ xong rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng, cười nhẹ nói, hoàng cung triều quốc người bị uy hiếp cũng nhiều, vậy ngươi bị uy hiếp ở đâu? Sau lưng chợt lạnh, đào hoa gượng cười, thiếp bị uy hiếp là không thể đói bụng, không thể lạnh. Rõ ràng đó phải là đệ đệ bảo bối của nàng cười nhạo một tiếng, thầm tại giã không nói nhiều, cầm lấy bút từ tay nàng, vẽ vòng quanh nàng và Khương Trường Quyết, thấp giọng nói, y ngươi là điều kiện liên hợp hai nước là để Khương Trường Quyết nắm giữ ân soái Đúng vậy, đào hoa ưỡn thẳng sống lưng, kể từ đó, đại ngụy sẽ bớt việc, triệu quốc sẽ góp phần. Nhưng, thẩm tại giã liếc nhìn nàng cười, hiện tại hắn ở triệu quốc vẫn chỉ là bách phu trường, đột nhiên nắm giữ ân soái dường như không có sức thuyết phục. Đây là lý do nàng hôm nay trách Lý Tấn, đào hoa có chút nản lòng, nếu không phải họ cố ý chèn ép trường quyết, với năng lực của hắn, làm sao có thể chỉ là một bách phu trường nhỏ nhoi. Hiện tại muốn đề bạt hắn lên, cũng khó tránh khỏi gặp khó khăn. Thật sự là khó khăn, thầm tại giã thở dài, đào hoa ngồi xổm trên giường nệm, khó xử gãi đầu, miệng nhỏ giọng lầm bẩm chắc chắn phải còn có cách khác. Có cách, nghe thấy vậy, tay đào hoa dựng lên, lập tức nhìn thầm tại giã, ngay. Thân thể lui về phía sau, thầm tại giã lười biếng tựa vào giường, nhìn nàng một lúc, rồi chỉ vào mặt mình, ở đây. Bình thường, đào hoa có thể không hiểu ý hắn, nhưng hôm nay, với sự sống còn, Khương đào hoa nhanh trí lao tới và hôn một cái, để lại mặt hắn đầy nước miếng. Như vậy là có cách, mặt không thay đổi, lao nước miếng, thầm tại giã gật đầu nói, Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi. Cảm giác ôm lấy bắp đùi thật tuyệt, Đào Hoa gần như muốn khóc, cuối cùng, nàng đã nếm trải cảm giác được người khác nâng đỡ, nhờ bán đứng nhan sắc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 168. Ngày hôm sau, Lý Tấn và Dương Vạn Thanh đến phủ Thừa tướng. Thẩm tại dã có việc vào cung, nhờ Đào Hoa tiếp đãi, Khương Đào Hoa cũng theo đúng quy tắc, làm lễ nghi chu đáo dẫn theo một vài vị phu nhân trong hậu viện cùng nhau bồi hai vị khách này đi dạo một vòng phủ thừa tướng thật là một nơi đẹp dương vạn thanh cười nói nó tốt hơn phủ thừa tướng của triệu quốc lý tấn không lên tiếng mắt không rời khỏi đào hoa sau đó anh giả vờ như không nhìn thấy cười và mời họ vào tranh xuân các uống trà ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi lý tấn nói khương đào hoa cười nghiêm túc nhìn hắn nói ngoại trừ việc ngoại giao giữa hai nước ta không muốn nghe chuyện gì khác đào hoa hắn nhíu mày ta đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói những lời này phía sau không xa có một nhóm phu nhân đang theo dõi khương đào hoa khóe miệng co giật hận không thể đánh hắn một cái nhưng nhìn hắn có vẻ không muốn bỏ qua nàng quyết định nhượng bộ quay lại nói với nhóm phu nhân mời các vị vào trước dương vạn thanh gật đầu cùng các phu nhân và nhà chính uống trà, Đào Hoa dẫn Lý Tấn ra chỗ khác, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Tối qua ta đã suy nghĩ cả đêm, Lý Tấn cau mày nói, Vạn Thanh nói rằng ta chỉ không cam lòng mất ngươi, nên bây giờ mới để ý đến ngươi như vậy. Nhưng ta thực sự vẫn thích ngươi, vậy sao? Mặt không thay đổi, Đào Hoa gật đầu hỏi, sau đó thì sao? Ngươi sẽ dẫn ta bỏ trốn ngay bây giờ, không làm thừa tướng nữa. Lý Tấn sững sờ cười khổ nói, người biết rõ điều đó là không thể mà. Vậy ngươi đến đây nói với ta những điều này có ích gì? Đào hoa không nhịn được nói, chứng minh người thật lòng, khiến ta phải chịu đựng trong lòng chán ghét. Khi kết cục đã đỉnh, tình cảm sâu đậm cũng chẳng có ích gì. Ta, Lý Tân cúi đầu, bóp tay do dự rất lâu mới nói, ta chỉ muốn ngươi đừng mâu thuẫn với ta như vậy, ít nhất nếu một ngày nào đó ta đưa giải dược cho ngươi, ngươi hãy uống. Giải dược, đào hoa nheo mắt, Dương Vạn Thanh đã đưa cho ta rồi. Không phải loại giải dược đó, nó chỉ giải độc tạm thời, không thể giải suốt đời. Lý Tân nhíu mày, ngươi bị trúng quyến rũ cổ độc, chỉ có thể sống thêm 5 năm, ngươi không biết sao. 5 năm, đào hoa cười nhẹ, ánh mặt trời mùa thu chiếu qua gương mặt nàng, làm nổi bật vẻ đẹp đầy tình cảm, 5 năm cũng là rất dài, ta thấy hài lòng. Nàng và Lữ Thị mãi mãi không đồng quan điểm lữ thị cũng không định đưa giải dược cho nàng trên đời này nếu có ai có thể giải độc quyến rũ cổ nàng cũng không vội vàng làm mọi việc trước khi hết hạn đời phụ nữ vốn không dài nàng không biết có điều gì đáng tiếc nuối càng không cần dựa vào loại người như lý tấn để cứu người có thể đừng dễ dàng buông tha cho chính mình được không lý tấn mắt đỏ hoe cả người đột nhiên hết sức vô lực cúi đầu nhìn nàng nói khương đào hoa Ngươi sống không phải để thay ai làm việc, ngươi có cuộc sống của riêng mình, trên đời còn nhiều cảnh đẹp ngươi chưa thấy, món ngon ngươi chưa nếm, chấp nhận sự thật mình sẽ chết một cách bình thản như vậy, không phải là rất tàn nhẫn sao? Ta không thấy vậy, Đào Hoa lắc đầu, có gì là tàn nhẫn đâu, đối với người yêu ngươi, điều đó rất tàn nhẫn, Lý Tân cắn răng, dù ngươi có thấy ta thế nào, ta nhất định sẽ tìm được giải dược cho ngươi, ta tuyệt đối không đứng nhìn ngươi chết. Cảm ơn, đào hoa gật đầu, quay người nói, người chỉ cần tìm được, ta sẽ uống. Không cần lo lắng, nàng không mốc, nếu thực sự có giải dược, bất kể ai đưa, nàng chắc chắn sẽ uống. Tính mạng của mình quan trọng hơn thể diện nhiều, thanh đài đứng bên cạnh quan sát, thấy chủ tử muốn đi, vội vàng theo sau. Chỉ là vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại hai lần. Nàng chỉ ở bên cạnh chủ tử hai năm, không rõ chủ tử và lý thừa tướng đã trải qua điều gì trước đó nhưng nhìn tình cảnh hiện tại nàng cảm thấy lý thừa tướng có phần đáng thương người này ở triệu quốc thì tôn quý và quyền lực không bao giờ cúi đầu trước ai nhưng trước mặt chủ tử mình lại trở nên hèn mọn như vậy có lẽ là đã làm nhiều điều sai trái giờ đến lúc phải trả nợ lý tấn đứng yên tại chỗ nhìn khương đào hoa vào nhà chính cảm thấy trong lòng đau đớn từ từ ngồi xuống đang muốn thở sâu thì bên cạnh bỗng có người nhảy ra, kéo hắn vào một phòng tối. Đừng lên tiếng, tự yến quy vẻ mặt nghiêm trọng, giữ cổ Lý Tấn, ta có điều muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai? Lý Tấn nhíu mày, trong bóng tối không thấy rõ mặt hắn. Điều này ngươi không cần biết, sẽ không hại Khương Đào Hoa đâu. Tự yến quy trầm giọng hỏi, ngươi nói Khương Đào Hoa chỉ còn sống được 5 năm. Lý Tấn sững sờ, im lặng không nói gì không rõ đối phương là ai, loại chuyện này không thể nói ra dễ dàng. Nhưng mà, quanh họ rõ ràng chỉ có Thanh Đài, làm sao hắn có thể nghe thấy được. Thanh Đài cũng không nhận ra có người bên cạnh mà, đang suy nghĩ, cổ hắn bỗng cảm thấy lạnh buốt, Lý Tấn dừng lại, cau mày nói, ngươi không nói ngươi là ai, dù giết ta, ta cũng không nói cho ngươi biết. Còn rất kiên cường, tự yến quy diễu cợt, kéo rèm cửa sổ lên, để lộ nửa mặt trong ánh sáng ta là người của phủ thừa tướng như vậy ngươi có yên tâm chưa người của thẩm thừa tướng có thể nói vậy nếu mày suy nghĩ lý tấn trầm giọng nói nếu vậy ta muốn gặp thẩm thừa tướng một lần tự yến quy nhuyến mày suy nghĩ một lát rồi dẫn hắn ra khỏi phủ trong nhà chính mọi người không để ý lý tấn đi đâu vẫn đang nói chuyện đề tài nữ nhi gia đình thẩm tại dã nói là vào cung nhưng thực ra lại ở mây bay lâu uống trà thấy tự yến quy đưa lý tấn tới hắn có chút ngạc nhiên lý thừa tướng không ở phủ ôn chuyện sao chuyện xưa không tốt đẹp gì lý tấn ngồi xuống bên cạnh hắn vẻ mặt trầm trọng ta có chuyện muốn nói rõ với thẩm thừa tướng thẩm tại giã nhẹ nhàng cầm chén trà nghiêng đầu nhìn cảnh núi xa ngoài cửa sổ không vội vàng nói thừa tướng cứ nói đừng ngại thẩm thừa tướng khó xử ta lúc trước là vì đào hoa phải không nghe xưng hô này thẩm tại giã nhíu mày, mỉm cười quay đầu nói, đào hoa là khuê danh của nàng, giờ nàng đã là phụ nhân, thừa tướng nên gọi nàng là Khương Thị mới đúng. Lý Tấn giận quá mà cười, Khương Thị thì Khương Thị, nhìn cách nói và hành động của thừa tướng, chắc cũng rất để ý nàng. Tự nhiên, thẩm tại giã gật đầu, dù sao cũng là chính thê của thẩm mộ. Nếu vậy, thẩm thừa tướng chắc chắn sẽ không đứng nhìn Khương Thị chết. Lý Tấn đứng dậy, trêu chọc bào, rồi quỳ xuống trước mặt thầm tại giã, Lý Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Đột nhiên thấy đại lễ, thầm tại giã sợ hết hồn, nhớn mày nhìn hắn, chuyện có thể nói rõ, Lý Thừa Tướng không cần như vậy. Tự yến quỳ nhíu mày, đứng ngây bên cạnh, muốn ngăn cản nhưng lại không muốn, dối rắm đến nỗi mặt mũi cũng nhăn nhó. Việc Khương Đào Hoa trúng độc, hắn không dám nói cho thầm tại giã, vì thấy không có ích lợi gì nhưng hôm nay nghe lý tấn nói hắn cảm thấy nếu thẩm tại dã không biết gì về việc này 5 năm sau khương đào hoa đột một qua đời thì quá tàn nhẫn thả rằng biết trước để có sự chuẩn bị chỉ là nếu biết rồi mà vẫn không có giải pháp thẩm tại dã liệu có rơi vào tuyệt vọng không khi hắn còn do dự lý tấn đã mở miệng khương thị bị hoàng hậu triệu quốc lữ thị hãm hại chúng kịch độc chỉ có thể sống nhờ dược vật bị hoàng hậu kiềm chế nếu qua 5 năm, năm mà độc này vẫn chưa được giải, tính mạng Khương Thị khó bảo toàn. Đồng tử co lại, thầm tại dã nhau mắt suy nghĩ, hỏi, khi độc phát tác, có phải sẽ đau đến nỗi nàng lăn lộn? Đúng vậy, Lý Tấn cắn răng, giống như hàng vạn con kiến cắn vào tim. thẩm tại giã im lặng, mắt buông xuống, thần sắc trong mắt không rõ ràng, khuôn mặt không biểu cảm. Lý Tân nghĩ rằng hắn sẽ rất đau lòng, ít nhất cũng căng thẳng một chút, nhưng không ngờ lại phản ứng như vậy, liền không nhịn được nhíu mày, thẩm thừa tướng. Ngài không lo lắng sao? Tại sao ngươi thấy vậy? Thẩm tại giá bình thản hỏi. Tại sao thấy vậy? Ngài không có chút lo lắng nào sao? Lý Tấn đứng dậy, cao mày nói, đây là liên quan đến tính mạng Khương Thị, ta còn nói dối được sao? Ngài không tin có thể hỏi Thanh Đài, nàng chắc chắn biết chủ tử của nàng mỗi tháng khi độc phát đau đớn thế nào. Ngài nếu là trượng phu của nàng, lại để ý nàng như vậy, sao có thể không phản ứng chút nào? Thẩm tại giã cười nhẹ, người chỉ cần nói cách cứu nàng là được rồi. Ban đầu Lý Tấn định nhờ thẩm tại giã cứu giúp, dù sao hắn cũng là thừa tướng đại ngụy, quyền cao chức trọng, có nhiều cách hơn. Nhưng nhìn thái độ của hắn, Lý Tấn lại chần chừ, ta nói, thừa tướng sẽ cứu. Còn phải xem là biện pháp gì, thẩm tại giã nói, nếu vượt quá khả năng của thẩm mỗ, thẩm mỗ cũng đành chịu người thật là máu lạnh. Lý Tấn cắn răng, do dự một lát rồi nói, giải dược ở chỗ lữ thị, nhưng nàng sẽ không dễ dàng đưa ra, nhất là khi Khương Thị hiện tại có thể uy hiếp tình huống của nàng, nàng có thể dùng giải dược để uy hiếp Khương Thị bất cứ lúc nào. Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng không thành công. Khương Đào Hoa hiện tại là một quân cờ lớn trong tay lữ thị, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Thẩm tại giã trầm tư một lát, vuốt cằm nói, ta hiểu chỉ vậy thôi sao lý tấn tức giận không biết nói sao ta nói với ngươi điều này là để ngươi giúp đỡ không phải chỉ để ngươi biết thôi thẩm mỗ chưa nói không giúp thẩm tại giã nhíu mày thừa tướng kích động như vậy làm gì vì ta không thấy ngươi thật lòng với khương thị lý tấn tức giận nói nếu ngươi thật sự để ý và thích nàng chẳng phải nên lo lắng sao cũng nên hỏi ta nhiều về chuyện cổ độc nhưng ngươi lại không nói gì như thể không liên quan đến mình Khiến ta nghi ngờ ngươi chỉ chơi bời với Khương thị. Lo lắng có ích gì? Hỏi những câu hỏi thừa có ích gì?" Thẩm Tại giá cười nhẹ, mắt nhìn xuống, tiếp tục uống trà, Lý thừa tướng nghi ngờ hay không, tại hạ không quan tâm. Chương 169. Sắc mặt Lý Tấn trở nên khó coi, ông nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vừa giận dữ vừa nghiêm túc nói, "Ta cũng không cần hoài nghi, với thái độ của ngươi như vậy, nếu Khương Thị còn thích ngươi thì thật là kỳ quái. hai người các ngươi đã bằng mặt không bằng lòng. vậy hôm nay coi như ta chưa nói gì, cáo từ. Lý thừa tướng, xin dừng bước. lời này nghe sao lại khó chịu đến vậy? Thẩm tại giã cười mỉm, nhìn Lý Tấn nói, thừa tướng nói như vậy, có phải là quá võ đoán không? Thẩm thừa tướng là một thừa tướng rất lợi hại. Lý Tấn quay đầu nhìn hắn nói, nhưng rõ ràng ngươi hoàn toàn không hiểu phụ nữ khương thị mặc dù ngoài miệng thường xuyên không buông tha người khác nhưng từ nhỏ đã mất mẹ nên rất khao khát có người chăm sóc và bảo vệ nàng với thái độ của ngươi như vậy căn bản không thể chiếm được lòng nàng nghĩ như vậy hắn cũng cảm thấy tốt hơn một chút thẩm tại giã nheo mắt lạnh lùng cười tại hạ chẳng qua là không thường bộc lộ tâm tình chứ không phải hoàn toàn không quan tâm hay chăm sóc nàng a à, lý tấn xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, phụ nữ thích nghe những lời tán dương, như vậy mới có cảm giác an toàn. Với cách thẩm thừa tướng không bộc lộ tâm tình, nàng đoán được cũng thật mệt mỏi. Mặc dù thừa tướng văn võ song toàn, khắp nơi đều có thể hơn ta, nhưng khi nói về việc hiểu khương thị, thừa tướng còn xa không bằng ta. Tự Yến Quy đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nghĩ thầm đây là lần đầu tiên có người đàn ông trước mặt dám sẵn giọng với thầm tại giã càng thú vị hơn là mặt thẩm tại giã lại đen đi. Một câu nói đó như trọt trúng chỗ đau, mặc dù thẩm tại giã biết rõ thái độ của Khương Đào Hoa đối với Lý Tấn, biết không thể tin lời hắn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn chưa hiểu rõ nàng sao, chỉ cần nàng động đậy ánh mắt, hắn cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, như vậy mà gọi là không biết. Hắn chỉ là thật sự không biết làm thế nào để mang lại niềm vui cho phụ nữ cũng chưa cần thiết phải biết. Mấp máy môi, thầm tại giã chắp tay hướng về Lý Tấn, những gì cần nói đã nói xong, thừa tướng nên sớm trở về phủ đi thôi. Hôm nay lễ tiết chấp hẳn còn chưa hoàn thành. Ý đó đúng, Lý Tấn không vui hoàn lễ, cáo từ. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, từ Yến Quy nhanh chóng nhận ra bầu không khí không đúng, như mèo liền muốn chạy trốn. Từ môn chủ, thẩm tại giã nhẹ giọng mở lời, ngươi không nói gì mà đã muốn đi sao? Gượng cười hai tiếng, từ Yến Quy gãi đầu, hắn nói muốn gặp ngươi, ta liền dẫn người tới, không có gì khác để nói cả. Ngươi lại không phải là quan thế âm cầu gì được nấy. Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn hắn, nếu không có lý do, ta không tin ngươi sẽ đến đây một chuyến. Ngồi xuống bên cạnh bàn, từ Yến Quy nói, ta nghe hắn nói về chuyện của Khương Thị, nên mới dẫn hắn tới, chỉ là trùng hợp thẩm tại giã hạ mắt, không truy cứu xem có phải trùng hợp hay không, chỉ hỏi, người nghĩ ta nên làm gì? Đường đường thẩm tại giã, lại đi hỏi ý kiến của hắn. Từ Yến quy kinh ngạc, trong lòng ngươi không có ý định gì sao? Trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm, ta tạm thời không quan tâm nàng. Thẩm tại giã nói, nhưng sợ thời gian kéo dài quá lâu, sẽ không còn cơ hội cứu nàng. Người cũng có lúc ngu như vậy sao? Từ Yến quy cười khổ, không phải là muốn liên minh với triệu quốc sao? Đến lúc đó để triệu quốc hoàng hậu đưa giải dược ra là được. Dùng tiền lớn như vậy để muốn giải dược, là ngươi ngốc hay ta ngốc? Thẩm tại giã lạnh lùng nói, mua đồ đều biết không thể biểu hiện quá thích, nếu không sẽ bị giao giá trên trời. Sinh mệnh quan trọng như vậy, ngươi còn dám để lộ uy hiếp cho người khác xem sao? Từ Yến quy ngừng lại, ngẫm nghĩ cũng thấy có lý không thể công khai đòi hỏi từ hắn, vậy ai có thể từ triệu quốc hoàng hậu mà lấy được đồ? Chúng ta từ từ suy nghĩ đi, tự yến quy bực bội nói, chuyện bây giờ đều dồn dập người có mười cái đầu óc cũng không đủ dùng. vuốt vuốt mi tâm, thầm tại giã buồn bực không nói gì. Buổi tối trở về phủ, mở cửa tranh xuân các, khương đào hoa như thường lệ chạy đến hắn. Ra, tiểu nhà đầu mắt sáng lên nhìn hắn, ngài đã về rồi. Ân, thẩm tại giã nhàn nhạt đáp một tiếng, dừng lại một chút, nhớ tới lời Lý Tấn, hắn vô thức mỉm cười với nàng. Mặt cứng đờ, đào hoa toàn thân nổi da gà, buông eo hắn ra lùi lại hai bước, đề phòng nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Thấy người vui, nên cười một cái mà thôi, khẽ nhíu mày, thầm tại giã không vui nói, người sợ gì? Nói đùa, thấy một con thú hoang trước mặt cười, ai mà không sợ? hôm nay hắn có bị gì kích thích không? Đào hoa vừa nghĩ thầm vừa quay lại bên cạnh hắn, dò xét hỏi, hôm nay có chuyện gì kỳ lạ xảy ra sao? Không có. Vậy, gật đầu, đào hoa nắm tay hắn dẫn vào nhà chính, ngồi xuống trên giường, hôm nay sứ thần triệu quốc đến phủ, nói với thiếp không ít điều, thiếp thật sự rất vui, cảm ơn ra. Người vui là tốt rồi, nhưng người dựa vào bên cạnh, thầm tại giã nói, tâm nguyện xem như hoàn thành ân đào hoa gật đầu những gì cần lấy cũng đã lấy được việc giúp sứ thần này sẽ như thế nào thì không liên quan đến nàng thẩm tại giã hạ mắt trầm tư suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng nói sau này ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm ta giúp đỡ gặp khó khăn cũng có thể nói với ta gì cơ đào hoa khiếp sợ nhìn hắn không kìm được leo lên ngực hắn đưa tay sờ chán hắn ra hôm nay làm sao vậy rất kỳ lạ sao lại kỳ lạ thẩm tại giã nhíu mày người không phải muốn ta nói những lời này sao nghĩ là muốn chứ ai mà không muốn một người mạnh mẽ bảo vệ mình nhưng đây thực sự không phải là cách thẩm tại giã thường nói chuyện nàng cũng nghi ngờ hắn có phải bị chúng tả không ngài trước đây không phải là người thẳng thắn như vậy nhìn hắn dè dặt đào hoa vẫn còn nổi da gà có những lời chúng ta ngầm hiểu với nhau cũng rất tốt thẩm tại giã sững sờ sau đó hơi giận, xem ra hắn cũng không thực sự hiểu rõ ngươi. Ai cơ, đào hoa nhớn mày, nhìn ánh mắt trầm đại gia, lập tức hiểu, cười khổ nói, Lý Tân nói gì với ngài. Không có gì, mặt đen lại, thầm tại giã đưa tay nhổ châm trên đầu nàng, thong thả giúp nàng tháo búi tóc, hắn ngược lại rất quan tâm ngươi. Để mặc hắn làm, trên đầu không còn gì nữa, đào hoa thoải mái dựa vào lòng hắn, bĩu môi nói, là rất quan tâm ta. Nàng còn thừa nhận, thẩm tại giã nheo mắt, người không phải rất ghét hắn sao? Hắn quan tâm thiếp và thiếp ghét hắn không xung khắc chứ? Đào hoa cười cười, hiện tại hắn thực sự khác trước kia, điều này cũng phải thừa nhận. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải trước đây hắn vô liêm sỉ, thì hôm nay những lời nói đó nàng cũng muốn cảm động một chút. Mặc dù mình rõ ràng ghét hắn, Lý Tấn vẫn không sợ mất mặt, còn nói sẽ đưa cho nàng giải dược phần ân tình này coi như là bù đắp cũng là đáng quý đáng tiếc nàng không thể cảm động được thẩm tại giã nhíu mày tay dừng lại trên tóc nàng rất lâu mới tiếp tục động tác xem ra trong lòng ngươi vẫn phân biệt rõ ràng ai đối tốt với ngươi ai không tốt đều rất rõ ràng nghe giọng điệu này đào hoa lập tức ôm cánh tay hắn ngọt ngào nói đương nhiên rồi như ra đối với thiếp là tốt nhất thiếp trong lòng rõ ràng. Lồng mày giãn ra, thầm tại giã mím môi, vuốt mái tóc dài của nàng, ôm nàng vào ngực không nói gì. Nàng ôm cánh tay hắn, hắn ôm nàng trong ngực, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng, quả nhiên là năm tháng tĩnh lặng, không lo toan. Nhưng cũng chỉ là những giờ phút tĩnh lặng này thôi, sáng hôm sau, thẩm tại giã đã bị hoàng đế triệu vào cung. Kinh đô xuất hiện phản tặc. Mình đức đế lấy tấu chương đập xuống đất, lo lắng đi tới đi lui trước mai rồng, chỉ trong một tháng, đã tụ tập hai ba ngàn người. Bây giờ đang ở gần đón tiên sơn, mà kinh điểm doãn không phát hiện. Đúng lúc Triệu và ngụy đang liên lạc, nếu bây giờ xảy ra phản loạn, sẽ làm mất mặt đại ngụy Thẩm tại giá vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, bệ hạ nên lập tức phái người truy kích và tiêu diệt. Chấm biết, mình đức đế nói, nhưng bằng tướng quân vừa được điều đi An Sơn bình loạn vài ngày trước, kinh đô không còn ai có thể dùng, chấm không thể điều động Nam Cung vệ úy đi, hắn còn phải bảo vệ hoàng cung của chấm. Phụ hoàng, mục vô hạ đứng dậy, nhi thần nguyện ý đi trước bình loạn. Ngươi, mình đức đế nhíu mày, ngươi còn quá nhỏ, lại là người học văn. Lần trước ở văn đàn giảng bài đã để lại ấn tượng sâu sắc, hoàng đế cảm thấy Nam Vương chuyên về văn, không giỏi về võ phụ hoàng yên tâm mục vô hạ nghiêm túc nói nhi thần từ nhỏ cũng nghiên cứu binh pháp chuyên cần luyện thuật cưỡi ngựa và bắn cung nếu trong kinh không có tướng tại sao không để nhi thần thử xem thẩm tại giã gật đầu chắp tay nói vi thần cảm thấy nam vương có thể đảm nhận mình đức đế mím môi nghiêm túc nhìn mục vô hạ suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu được rồi trẫm sẽ giao cho ngươi năm nghìn binh lính cần phải tiêu diệt bọn phản tặc đó nhi thần lĩnh chỉ mục vô hạ trong mắt đầy vẻ tự hào rời khỏi đại điện hắn nghiêm túc nhìn thẩm tại giã nói trận chiến này ta nhất định sẽ thắng không thể thua phụ hoàng không chịu tấn công ngô quốc là vì hắn an nhàn quá lâu trong lòng nghĩ rằng binh lực đại ngụy không mạnh lần này vừa vặn cho hắn thấy lực lượng của chúng ta sau này mới có thể liên kết với triệu quốc để công kích ngô quốc có thể nắm chắc hơn thẩm tại dã không nói gì khác chỉ chắp tay nói vi thần chờ ở hậu điện chờ khải hoàn. Nam vương gật đầu, lập tức cầm binh phù hướng về trọng trấn đi. Thẩm tại dã đứng nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật đầy nhiệt huyết. Mục vô hạ nói con đường này đích xác là có thể đi thông, nhưng hắn không kịp chờ, chi bằng thừa cơ hội này, làm hết những gì cần làm. Lục chỉ lan đang tu bổ nhánh hoa trong cung, đột nhiên nhận được một phong thư, mở ra xem, hốc mắt dần đỏ lên. Cùng lúc đó, các thân tín trong triều cùng với bảng tướng quân ở xa An Sơn, cũng đều nhận được cùng một tin tức. chương 170 Kinh đô đại ngụy vẫn bình tĩnh như mọi ngày, đào hoa ôm nhìn bầu trời bên ngoài, nhỏ giọng thì thầm, thời tiết ngày càng lạnh. Thẩm tại giã bước ra cửa, ném cho nàng một chiếc áo choàng và nói, đi, đi tiễn Nam Vương. Vì sứ thần của triệu quốc vẫn còn ở kinh đô, nên Nam Vương không thể xuất phát rầm rộ chỉ có thể chọn thời điểm đêm khuya yên tĩnh để rời đi đào hoa theo thẩm tại giã ra ngoài không ngồi xe ngựa mà cùng cưỡi ngựa với hắn trong gió đêm hai chiếc áo bảo phấp với đào hoa ôm chặt eo thẩm tại giã và đột nhiên nói hôm nay ngài có vẻ trầm tư hơn thường thẩm tại giã ngạc nhiên quay đầu hỏi rõ ràng lắm sao ngoại trừ thiếp không ai nhận ra được đào hoa nói ngài yên tâm nghe lời này thẩm tại giã không biết nên yên tâm hay lo lắng hơn. Thẩm tại giã thở dài, người khác không nhận ra, sao ngươi lại nhận ra? Đào hoa bĩu môi, sống chung với ngài lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu rõ từng chi tiết nhỏ, như mỗi lần ngài có tâm sự, mi mắt luôn buông thóng, không chịu nhìn vào mắt thiếp. Đây có thể coi là một hành vi bản năng, vì sợ nàng sẽ nhận ra điều gì đó từ mắt hắn. Hừ nhẹ một tiếng, thầm tại giã nói, nói vậy, Nhận ra người nói dối hay không cũng rất dễ, người mỗi lần nói dối đều vuốt ống tay áo. Cái gì? Đào Hoa kinh ngạc nhảy dựng, nheo ống tay áo của mình, Thiếp có thói quen này sao? Không phải chứ, chính nàng cũng không nhận ra, cho nên sống chung với nhau lâu thật không phải chuyện tốt. Thẩm Tại dã nói, chính mình chưa nhận ra, nhưng đối phương lại phát hiện. Không lạ gì những người bạch đầu giai lão đều phải yêu nhau thắm thiết. Đào Hoa thì thầm nếu bị người không tin tưởng hiểu rõ từng cử chỉ của mình thì thật đáng sợ." Thẩm Tại giã gật đầu, hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của nàng. "Thật sự rất đáng sợ. Hai người này đều xem như ngoại tộc trong chúng sinh, nhưng không hiểu tại sao ở cùng nhau lại đặc biệt hài hòa, nhiều người bình thường cảm thấy quan điểm của họ không thể tưởng tượng nổi. Họ luôn có thể đạt được sự nhất trí, như ở chỗ người khác không ai nghĩ rằng yêu nhau là vì người đó ở bên mình suốt đời trông có vẻ tin tưởng. Ngựa chạy như bay, rất nhanh đã đến ngoại ô, đoàn người của Nam Vương đã chờ xuất phát, thấy họ đến, mục vô hạ ra đón. Thừa tướng, Khương tỷ tỷ hai người xuống ngựa, đào hoa nhìn thấy áo choàng trên người Nam Vương, đôi mắt sáng lên. Đó là chiếc nàng tặng, cảm ơn Vương gia đã yêu ái, nàng dịu dàng nói, lần này đi nhớ cẩn thận, yên tâm. Mục vô hạ gật đầu, bản vương đã an bài thỏa đáng, nếu không chuẩn bị vẹn toàn, bản vương sẽ không khởi hành. Vì thần cũng thấy vương gia không có vấn đề, thẩm tại giã đứng sau đào hoa, ánh mắt tĩnh lặng nhìn mục vô hạ, chỉ sợ sẽ chỉ hoãn một chút. Đón tiên sơn cách kinh đô rất gần, nếu cần tiếp viện, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người thông báo. Mục vô hạ nhớn mày, nghiêm túc nói, nếu 5.000 binh giáp mà còn khó thắng 3.000 cường đảo thì bản vương cũng không cần trở lại vương gia nói gì vậy đào hoa lắc đầu tính trước là chuyện tốt nhưng không có gì là tuyệt đối sao có thể nói chuyện tuyệt bản vương chỉ muốn các người yên tâm thôi mục vô hạ mím môi ta không phải đứa bé nghe vậy thẩm tại giã và khương đào hoa đều dừng lại đào hoa nhìn kỹ hắn rồi nhìn thẩm tại giã chỉ xét về chiều cao nam vương không phải đứa bé nhưng nhìn vào ngũ quan tuấn lãng hơi ngây thơ của hắn thế nào cũng không thể khiến người ta yên tâm hoàn toàn thời gian không còn sớm thẩm tại giã nói điện hạ lên đường đi được mục vô hạ gật đầu lên ngựa kéo dây cương nhìn họ nói các ngươi chờ bản vương trở lại hai người bên dưới đồng thời cúi chào hắn trong mắt mục vô hạ ánh lên chút vui vẻ nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại dẫn đoàn người phía sau hướng về đón tiên sơn mà đi trong bóng đêm yên tĩnh, đào hoa đứng trong gió thu, đột nhiên hỏi, ra, ngài thật sự sẽ chờ vương gia trở lại sao? Thẩm tại giã bật cười, đôi mắt phượng tràn đầy ánh sáng phức tạp, đưa tay ôm nàng vào lòng. Đám người Lý Tấn vốn định ở kinh đô năm ngày rồi rời đi, nhưng khi hắn chuẩn bị cáo từ đại ngụy hoàng đế, Minh Đức Đế lại nói, thời gian còn sớm, Lý Thừa Tướng cần gì gấp gáp trở về. Bình thường đi nước ngoài, đều là năm ngày là sẽ quay về chẳng lẽ đây không phải quy củ sao lý tấn rất bất ngờ nhưng hành động tiếp theo của minh đức đế khiến hắn hiểu rõ nguyên nhân đại ngụy muốn cùng triệu quốc vạch mặt hắn và dương vạn thanh đều bị giam lại trong nháy mắt hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài minh đức đế tuyên bố sứ thần đã trở về triệu quốc thực tế những người này bị nhốt ở thiên lao không thể cử động khương đào hoa căng thẳng nàng không nhận được tin tức gì nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất, vì nếu sứ thần triệu quốc muốn về nước, Lý Tấn sẽ đến cáo biệt nàng, nhưng không có, không thấy bóng dáng ai, đoàn người này đã bị trở về triệu quốc. Thẩm tại giã cũng đột nhiên bận rộn, ít khi trở về phủ, cả ngày ở trong hoàng cung, còn dặn nàng không được ra khỏi phủ. Ngày đầu tiên, Khương Đào Hoa tự nhủ phải tin tưởng thẩm tại giã, hắn đã hứa với mình. Nhưng thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng không chắc chắn đang chờ, chạm lô đến báo, nói đêm nay thẩm tại giã lại muốn ở lại trong cung, không trở về. Vào cung làm gì, đào hoa rất hiếu kỳ, vừa phái thanh đài ra ngoài hỏi thăm, liền gặp phong bình từ lăng hàn viện đến truyền lời, phu nhân, chủ tử nhà ta mời ngài đến lăng hàn viện nói chuyện. Mai chiếu tuyết, đào hoa khoát tay, nàng hiện giờ làm gì có tinh lực để ứng phó nàng. Chủ tử nhà ta nói, có thể giải đáp thắc mắc của ngài, nếu ngài muốn biết gì cũng có thể hỏi nàng trong lòng nhảy dựng khương đào hoa nhíu mày thật sao nô tỳ không dám nói dối suy nghĩ một chút đào hoa cầm đèn hoa đứng dậy hướng lăng hàn việt đi mai chiêu tuyết không còn điên cuồng như trước nhìn có vẻ bình thường hơn vẫn đang loay hoay với trả cụ gặp phu nhân thấy đào hoa đến nàng chào một tiếng nhưng thân thể không động cũng không hành lễ Khương Đào Hoa không có tâm tư cùng nàng so đo những thứ này, liền hỏi thẳng, ngươi có thể hiểu ta thắc mắc điều gì? Ngài chẳng phải đang tò mò tướng ra trong cung làm gì sao? Mai chiều tuyết cười, thiếp biết rõ, khẽ nhíu mày, đào hoa ngồi xuống trước mặt nàng, nghe đây. Lan Quý Phi gần đây bệnh nặng, Mai chiều tuyết thản nhiên nói, ra liên tục ở trong cung chăm sóc nàng, thậm chí cắt máu cho nàng làm thuốc dẫn. Hơi sững sờ, đào hoa có chút bất ngờ, ngươi bị giam cầm trong viện này, làm sao có được tin tức. Ngước nhìn nàng, Mai Chiếu Tuyết nói, dù bị giam cấm, thiếp vẫn là con gái thường ra, trong cung cũng có không ít người quen biết, biết rõ tin tức thì có gì kỳ lạ. Vậy à, đào hoa gật đầu, rồi thở phào nhẹ nhõm, vậy không sao, ta đi về trước. Phu nhân, Mai Chiếu Tuyết ngồi không yên, hoàn toàn không hiểu nhìn nàng, ngài không tức giận sao? Tức giận, Đào hoa không hiểu nhìn nàng, ra chỉ là trong cung chăm sóc quý phi nương nương thôi, ta tại sao phải tức giận? Nếu thẩm tại giã thực sự đang giúp Minh Đức Đế kế hoạch tấn công triệu quốc, thì nàng mới tức giận. Sắc mặt mai chiều tuyết biến đổi, nắm chén trà, đốt món tay trắng bệch, thiếp thật tò mò, ngài quan tâm điều gì? Có phải chỉ cần giữ vị trí phu nhân, ngài không lo lắng chút nào về tâm tư của gia ở nơi khác? Ngài có nghĩ tới không? Người gia yêu nhất có thể là Lan Quý Phi. Tương lai nếu tình cảm không thể kiềm chế, họ rất có thể sẽ bỏ trốn. Trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, Khương Đào Hoa tưởng tượng thầm tại giã vẻ mặt thâm tình ôm lục chỉ Lan bỏ trốn, bỏ lại kinh đô, không khỏi dùng mình, sẽ không. Trừ phi thầm tại giã đầu óc bị đá, mai chiều tuyết lấy ra một tờ lệnh bài, cười nhẹ, ngài nếu không tin, ngày mai có thể lén vào cung xem thử lệnh bài trên có khắc cung vị ương, chính cung của hoàng hậu. Đào hoa kinh ngạc, người vẫn còn giữ loại này. Đây là hoàng hậu nương nương đã cho ta từ trước. Mai chiều tuyết ánh mắt phức tạp nói, khi đó ta còn là chủ mẫu của tướng phủ. Cầm lấy lệnh bài, đào hoa cười nhẹ, người nghĩ ta khờ sao? Vì đi xem thầm tại giá cùng người khác ân ái thế nào mà tự mình vào cung. Có thứ này, ngài hoàn toàn có thể nói là tiến công để thỉnh an hoàng hậu nương nương. Mai Chiếu Tuyết nói, ngài không phải vì ra không trở về mà đứng ngồi không yên sao. Dành chính môn thuận đi vào, còn tiện đường xem ra đang làm gì, không phải một công đôi việc sao. Lời nói có lý, đào hoa gật đầu, cất lệnh bài vào lòng, vậy thì cảm ơn ngươi. Mai Chiếu Tuyết gật đầu, mắt nhìn xuống, trong đôi mắt vẫn đầy hận ý. Lấy thứ gì từ tay người này, có thể sử dụng sao? Rời lăng hàn viện, đào hoa lật tung tướng phủ, bắt từ Yến Quy đi ra. Từ tiên sinh, ngài có biết tướng ra gần đây đang làm gì? Từ Yến Quy mờ mịt lắc đầu, không biết rõ. Đào hoa mỉm cười, lặng lẽ nhìn hắn. Phu nhân bớt giận, tại hạ thật sự không biết. Từ Yến Quy mím môi, mấy ngày nay hắn không nói với ta gì. Lại xuất quỷ nhập thần, ta làm sao đoán được tâm tư của hắn? Đã vậy, Tiên sinh có bằng lòng giúp ta đi hỏi thăm chút không? Đưa lệnh bài cho hắn, đào hoa cười híp mắt, ta sẽ chuẩn bị chút lễ mọn, ngài coi như giúp tướng ra đưa đến hoàng hậu là được. Nhìn lệnh bài, từ yến quy khịt mũi coi thường, thứ này chỉ có thể vào cửa cung đầu tiên, phía sau không vào được, nếu ngài muốn nghe gì, tại hạ có thể giúp, không cần thứ này. Không được, đào hoa cười cười, mắt đầy thâm ý, ngài chỉ cần cầm tấm lệnh bài này lấy danh nghĩa của ta tiến cung ta sẽ chuẩn bị kỹ đồ và trang phục cho tiên sinh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn